Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã cùng trở lại với trang tiếp theo về Minecraft Survival Park ở trong cái mod này hết chết đúng không ạ? Yeah. Thì ở cái trang trước chúng tôi đã chinh phục cái cây của thủ ngàn năm này. Đây, cái cây của thủ này rất nhiều đồ. Rất là quê. Rất là sướng. Rồi, còn như sao ạ? Tôi cảm thấy rất là sung sướng. Kính chào các bạn hữu gần xa. Thì hôm nay sau khi đóng góp của các bạn rất là nhiều, những comment rất là hay của các bạn và tôi đã nghiên cứu được. Ok, thì bây giờ nó sẽ có hai tòa thành ở đây, một cái tòa thành lớn với một tòa thành nhỏ. Thì chúng tôi hôm nay sẽ quẩy hết hai tòa thành cho các bạn xem, rất là phê luôn. Ok, bắt đầu thôi. Và tôi đã cái giáp sắp bị hư rồi và tôi chế thành cái giáp mới được. Đây, đây là giáp kim cương. Ờ, chúng ta thì có thể chinh phục được tòa thành này, chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều lắm. Rất là nhiều bánh mì rồi. Ông cần giáp kim cương không? Tôi làm cho. Chắc ông không cần rồi. Cần cái áo bằng kim cương thôi. Cái áo hả? Không đủ rồi. 7 cái không đủ. 7 cái hình như được. Đây. Một cái nữa mới đủ. Nhắm ra. Đây nè, tôi bỏ trong thùng nè. Nó ném không được. Rồi, thanh niên của cái quần đẹp quá, nên ra là không làm gì được đúng không? À, quá ngầu. Trai tìm được rồi. Bỏ cái bà lộ này. Ngu người. À, cái cây giáo này đã mà nè. Đó, nó sẽ gơi máu ra hay không? Cái ông gồng lên chiêu 2 là nó quýnh gơi máu ra luôn á. Cái giáo nè, cái giáo này nè. Cái này nè. À, cái giáo đấy à. Nhưng mà cái này là nó quýnh vui chơi thôi chứ thật ra nó không có mạnh mẽ gì cả. Cái nó không mạnh bằng cái kiếm đâu. Ừ. Đây giờ tí tôi gửi đèn mất ít đồ rồi đó, nhiều đồ quá. Quăng cái gì ra hoài vậy? Ok, quăng đây, tôi bỏ vô làm một cái thùng mới đi. Rồi tôi bỏ vô ba lô cho. Ủa, ông không có cái khiên hả? Tôi có cái khiên nè. Đó. Nè. Khiên đó. Đó. Ba lô tôi đặt quá đi. Ba lô chứ phải khiên đâu. Hôm nay cầm ba lô hả? À, lấy em ba lô không? À, lấy thêm thịt đi về làm cái mấy cái ba lô mà ráp đồ á, mình chỉ cần đeo ba lô mình ráp đồ thôi, khỏi cần phải ấy. Rồi 12. Chúng ta có bao nhiêu thịt, bao nhiêu bánh mì đây nè. Tôi chỉ có táo dài thôi. Cái gì? Sao tự nhiên chào ở đây đứng lên móc đồ? Đi. Để tôi lấy nốt mấy cái đồ ra cái. Ok. Rồi bánh quy à. Rồi máu này hả? Nó xịt máu nãy giờ nó chưa hết luôn kìa. Ồ, cái máu này nhìn ghê quá. À, cái cây này thì các bạn biết rồi, rất là sướng rồi. Thì sướng là cái gì? Đây, có đá đai à. Đây, để tôi nhắn cho mấy miếng bánh mì trong đấy. Kiếm sắt này dục đi. Rồi, kiếm miếng rồi nè. Cái gì, có bánh mì hả? Sướng vậy? Làm bằng từ lúa đấy. Đâu, bánh mì đâu? Rồi, 9 cái. Rồi, thấy rồi, nó tự tự hút, tôi đâu có lấy đâu. Đổ qua cho tôi luôn mà. Tôi điếu nào. Đây. À, để mình coi cái bộ giáp này làm từ cái gì đây. À, cái mẹo của Hexit là khi bạn bấm chữ R vào cái món đồ nó sẽ biết là chúng ta sẽ làm từ cái gì. Ok, để mình kiếm cái bộ đồ mình đang mặc nó làm từ cái gì. Xong chưa? Rồi. À, coi tên cho nó lẹ. Meter. Meter. Đây rồi. Wow, cái này làm từ lửa. Meter Legend. Cái gì đây? Cái này là một kim cương này, nó mạnh vậy. Không, nó rồi, không. Cái đồ này chỉ lụm mà chứ không đâu, cái mũ đâu. À, gì đấy, còn mũ vậy? Đúng. Bao nhiêu giáp vậy? Mũ bằng kim cương và bằng một cái gì đó. Tôi xem nó là cái gì. Thôi khỏi xem đi, được rồi, biết đẹp rồi. Rồi. Đi. À, lấy đôi chân kim cương không? Sao không làm chân kim cương không đi? Nhìn ngu người quá. Ok, chúng ta sẽ chinh phục cái tàu tháp này trước.
các bạn mà thấy những cái bông hoa màu xanh xanh nhớ kêu tụi mình nha, tụi mình rất cần những cái bông hoa đó để làm những cái bộ giáp cuối. Thì bây giờ nè, tôi làm cái bộ giáp thiếp nè, ông làm cái bộ giáp giáp chiến đấu, ok không? Mình phải phân vai ra chứ hai người mình làm bộ giáp giống nhau không có ngon. Rồi tòa thành này có gì đây? Đây không phải là tòa thành, đây chắc là cái miếu thờ thôi chứ không có gì đó. Thôi không có gì, bỏ đi. Giờ làm sao lên đây? Lóc trồng lóc. Thôi đi lên mà lắm bây giờ. Thời buổi này còn đi lên nữa đuối lắm. Ok, kiếm cái cổng vô tòa thành. Hồi nó có mấy cái lỗ bị trống. Làm sao kiếm? Ôi. Đâu. Đó, thấy rồi. Rồi nó tốt nhất là đi đường thẳng đi, cái nào nguy hiểm nhất là an toàn nhất, chơi đi thoải mái. Rồi mới ra chưa gì hết, nó ra rồi bà nội cha nó rồi. Thôi đuốc nó vô cấm khỏi phải làm. Hello, what's up? Rồi mày hai tay đi ra nào, đây xem nào, móc cái khiên ra đỡ. Rồi gì giống như vậy? Ờ, có cần này có khiên nè. Chà. Đang quýt nè. Đập cái bom zombie ra. Ơi. Holy shit. Mai không có mất cái thùng của mình á. Ơi, lấy đầu lắp này lại. Để tôi lắp lại cho. Đi bơi à. Sao mà nổ được? Lên rồi. Bỏ đồ vô, bỏ cái đồ củ bắp vô đã. Nhìn còn đuốc đấy. Hả? Còn đuốc còn 18 cái. À, titanium mình không biết cái gì, mình cứ lấy về lại đi, rồi khi nào biết thì các bạn chỉ mình nha. Xương hả? Rồi ăn bánh mì rồi, ăn miếng thịt bò. Ơi ăn bánh mì á. Có cái gì nữa nè. Rồi nào có lên không, ăn ngồi đây ăn uống vậy. Tức ăn uống vậy. Ủa sao tự nhiên mất cái ba lô rồi đó. À tôi bỏ vô trên kia rồi. Lên đi lên. Ơi, đi bơi. Mày hả mày thằng quỷ, đường nó mở được, phải đập cái đá lên mới mở được. Mắt của Ender hả, giữ đi. À đây rồi, thì ra cái chỗ bàn của nó đây rồi. Ờ nó mặc cái quần hả, Sida đúng không kìa. Đây nè. À cái quần bảo vệ khỏi vụ nổ đây nè, trong cái quần nè. Hay quá, ông vừa được cái quần luôn nè. Đây cái quần đây. Đó lấy cái quần đi. Cái quần chung với cái áo luôn ông luôn đúng không? Quần tôi bảo vệ phải phá lửa với gai rồi. Quần tôi xin quần đấy rồi. Quần này bảo vệ khỏi vụ nổ nè. Rồi mình lên nè. Ô. Yên, xin chào, what's up man? Ơi có cái bạn phù phép, hay quá. À khỏi phải làm. Hay quá, có bạn phù phép khỏi phải làm các bạn ạ. À. Thật là tuyệt vời. Cái gì? Nè nó ra vậy nè, để tôi cho ông coi. Đây nè, các bạn phù phép nó ra vậy nè đó. Đâu bạn phù phép đâu? Đó. Đó. Đâu tán cuốn họng bây giờ. À bạn. Đi bây giờ để chế tạo thêm đuốc cho. Làm thêm đuốc đi. Rồi. Rồi đó đuốc nè. Nè trong tắt luôn nè, trong thùng nè lấy đi. Ai đuổi đâu kìa. DM. Ủa cái gì vậy? Cái gì kêu ghê vậy?
kiếm à, cái gậy này nó phát ra trái tim. Trai em tìm người khỏi. Được rồi, mình sẽ dừng trong cái tay được á. Rồi các bạn mua vé thấy rồi đúng không? Thấy rồi thì cứ vô. Cái nào đồ xịn mình để bên đây. Yêu. Ôi đã lấy cây đâu rồi kìa. À nha, có hai cây luôn hả? Đồ xịn bỏ vô đây. Rồi đồ xịn. Rồi thịt bỏ rửa vô xương đuốc à, cái gì ghê vậy, đi lên đây, lên đây rồi. Cái gậy này yêu gì đó, chả đẹp gì cả. À nó có yêu không? Rồi nó yêu, tôi quay con này trong cái kiếm to đấy. Trời, cái kiếm gì bự như vậy? Ở đây kìa, chạy đi, đừng đứng đây. Quất luôn. Quất luôn. Dân chơi mà. Ờ à, đâu có vậy? Ôi lùi 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 vậy, lùi vậy. Rồi đứng này nè, tôi đang đứng ở cái cửa, tôi chặn nó lại. Rồi nó spam ghê quá. Rồi rồi rồi, tôi vô ổ nó rồi. Tôi phá cái ổ rồi hả? Rồi nó ghê quá. Rồi hành điện nó rồi. Trời nó có cung vàng luôn. Bà mẹ hình điện bỏ mình chạy thôi. Rồi. Đang ở trên đây nè, đang ở chỗ cũ nè. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái này là cái gì không biết ta? Giết nó. Cái gì vậy? Trời ơi, bắn ra bay bá luôn. Đây đây đây. Cái quần ra, cái quần. Có vàng, táo bánh mì. Có cái đe là hay quá, cướp được cái đe rồi. Ngon chim, ngon chim. Rồi lấy cái đe rồi. Cái này Titan Eagle không biết là gì, mình cứ lấy đi các bạn. Rồi về nhà các bạn nào biết thì các bạn comment bên dưới để mình biết làm cái gì nha. Rồi 40 trái táo rồi, tha hồ, tha hồ. Rồi từ từ. Thanh niên này, ơi. Thanh niên con người thích giáp vàng nè. Ôi, vậy tụi nó ba giáp vàng ra quá trời luôn. Đi lên nhanh lên, lên. Càng, ông càng chậm nó càng spam ra đó. Đi lên đây, đi lên đây, đi lên đây. Ôi, thằng xét. Holy shit, thằng này có độ nè. Đúng rồi, đánh liên tục luôn. Rồi nó spam ra mấy con ma đó. Mày ngủ người. Có đồ gì không? Rồi nó biến thành bắt con dơi, giết con dơi luôn. Bỏ đồ vô cái đã. Cái xương này nó không có tác dụng. Bà mẹ cái con quỷ cầm cái kiếm vàng, cùi bắp, cùi bắp. Đang chơi đi. Đang lên đây nè. Giờ cái nó bắn vô, giết. Rồi tới đầu cuối bàn rồi. Khỏi hà, lấy khối đi, lấy khối vàng đi. Làm gì mình dùng khối vàng. Đâu, khối vàng đâu. Ôi ôi, nó có kim cương luôn kìa. Đù. À thằng này có điều kiện ghê vậy. Nó ra mấy cái món đồ lạ lắm vậy. Ồ, 4 cục kim cương. Ngon ngon chim, ngon chim. Rồi.
Rồi bà mẹ nó đi lên ngoài nhà ở đâu nhiều vậy? Có gì? Thôi kệ đó, kệ đó, chúng mình đi xe xám xong rồi cứ đi đi. Chúng nó còn mà. Trời ơi, ma đầu bự. À, kiếm kim cương quýnh mà tụi mình quýnh mà giết banh kiếm gần banh kiếm kim cương luôn. Quả trong này toàn siêu nhân sắp vàng thôi. Ừ. Về phải đấy. Còn Gipper. Gipper 4 chân luôn. Thôi, trong này ghê nè. Cái gì đây? Vàng, bông lúa, à da, bánh quy. Lấy làm bánh gì em không thấy rồi. Gì? Này là gì đây? Được rồi, ăn 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 luôn miếng thịt bò này cho nó đỡ phí chỗ coi, thịt bò dướng chỗ quá. Da này đỡ phải làm. Ờ à, ráp đồ luôn. Ráp cái thùng luôn. Rồi, chết cha hết gỗ rồi, không còn gỗ không? Hồi nãy tôi cũng trồng gỗ đi rồi. What the fuck? Không trồng gỗ đi rồi. Không còn gỗ đi hả? Làm gì? Gắp đồ. Không còn cái thùng này không? Không còn thùng này không? Không. Không luôn hả? Thì lấy đi. Thì bỏ đi, từ từ tính sao. Rồi, còn cái gì không? Tại đi. Rồi đi thôi. Đâu, cứ nhặt xương xíu là tôi nhắm đâu, cứ nhặt hết á. Không có nhặt đâu, nó auto mà. Cứ thế mà. Mãi đi. Bà mẹ nó, mình đang chỉnh đồ mà nó cứ tối ngày. Nó lên đây hoài vậy con quỷ. Wow. Chúng ta lên đỉnh rồi. Lên đỉnh chưa? Rồi, full đồ rồi. Ender và... Thì ngon chỉ đó, thơ cà phê đêm. Wow, như vậy chúng ta đã chinh phục được cái tòa tháp này. Mà không có gì đúng không? Không có gì cả. Đâu, để lên coi chơi coi. Yeah. Không có đồ gì đáng nói hả? Đâu, mắc Ender đâu? Đã nói. Được 12 cục kim cương. À. Gì đây? Cái này là làm gì đây? Chắc vậy. Đâu tòa tháp tiếp theo đâu? Rồi tòa này chinh phục xong rồi. Mình nghĩ là đã chinh phục. Rồi ok. Ok bây giờ đâu rồi hết đâu? Bên kia đâu? Có nước cũng nhảy xuống được nhanh được. Rồi ok. Holy shit. Yeah. Ngon tờ rim. Rồi bây giờ kiếm tòa thành tiếp theo. Thành tiếp theo đâu? Thành tiếp theo ngay kia đấy, bên bản đồ cái gì đi ngay mà. Đâu? Đó đi thẳng hướng đi, thẳng đi. À tôi thấy rồi, ôi tòa hành bự dữ vậy. Mấy tại sao nữa, nhưng mà tôi nhìn nó đẹp lắm. Ờ. Ôi, nhìn thấy cái lúc linh cái kia mà. Ở trong đó chắc là có nhiều đồ ngon đấy. Gì đây? Quay nó chơi ở đây, bắn chơi rồi có cái gì đấy. Đâu? Cái gì không? Tôi cũng nghe rồi mà tôi không biết là cái gì. Nó nhấp nháy kìa. Đâu? Nó rơi đâu rồi? Kìa. Đâu. Đâu thanh niên đâu rồi, đâu mất tiêu rồi. Ủa, nó mất rồi. Thôi đi qua đó đi qua. Rồi cái căn nhà núm hay cái gì đó. Không chơi mấy căn nhà. Để đâu. Lấy ngọc Ender đi.
để mình làm khiên Ender cái kiểu. Rồi, từ con nhồi làm Ender đó rồi. Trời ơi, bà mẹ nó nổ banh tà lông luôn. Đấy, bà nghe dẹp chưa? Bà đi giờ, đấy, nó cầm dần. Trời ơi, cái chỗ này đẹp ghê luôn á. Lấy gỗ đi, gỗ đi, gỗ. Lấy gỗ đi, lấy gỗ đi. Lấy gỗ đi, gáp cái thùng. Gáp, gáp trước 2-3 cái thùng đi. Làm tôi cất cái đồ ấy. Rồi, cái này làm gỗ được không? Rồi ok, ngon ngon chim. Rồi làm cái bàn chế tạo ngoài đây luôn. Tôi có cả mắt của Ender, cái mắt Ender làm gì? Rồi hai cục mới được đủ cái hòm. Rồi ok man. Oh, kiếm được một cái kiếm này. Cái gì? Đánh vật lùi 2, đồ sắc nghe 2. À, kiếm này cho ngon này. Không biết đánh chấm đây lúc này thế nào mà kiếm thì mình không có kiếm. Giờ thì thử ngay với con kia xem nào. Xem đam của nó bao nhiêu. Hồi đam 8 thì vẫn thế thôi, chả gì khác. Ui. Cái gì ui hoài vậy? Ồ, cái thiên nhiên nhìn thấy tôi rồi, yêu 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 rồi, yêu ngay rồi. Thiên nhiên yêu luôn rồi. Wow, chỗ này rất đông, còn thiên nhiên cầm cung thôi. Lấy gỗ chưa? Rồi bây giờ tôi đang làm cái đồ cái ba lô chế tạo đồ. Rồi. À đây này, có ba lô này, à, có cái này tôi nhắm cho. Đó, tôi có ba lô chế tạo đồ rồi. Ừ, nhắm cho nè nè nè. Đó. Ngon không? Đâu, đã thấy không? Đó. Đó. Cái này dùng như nào đó, bấm chuột phải rồi bỏ ra, bấm chuột phải như cái ba lô thường thôi. Đó, khỏi phải đi. Sướng nha. Ừ, còn da không, còn da không? Làm cái gì, còn cái gì? À, còn da không, còn da không? Da thì rất nhiều. Da đó nha, đưa quăng ra đây, bỏ vô thùng đi. Da, tôi làm thêm một cái nữa, khỏi phải làm cái kia cho mệt. Đó, da đó. Đem cái ba lô đi cho nó khỏe. Đúng không? À, nhưng mà phải có gỗ đi đi. Để làm cái đấy, chặt đi. Không. Sao không dùng ấy? Cái đấy thì làm sao rồi đó? Cái nào? Chặt bằng cái kia cho bùng phát hết luôn thì còn gì? Đâu có búa đâu, tôi đâu có búa đâu. Rồi, không cầm búa nữa. Đánh bật đùi 1, đổ xăng hết 2. Nhặt rồi, chết cha. Vừa đánh vừa nhặt rồi. Bà mẹ tôi làm lộn rồi. Đây tôi rất nhiều da, có lấy da không? À không. Lấy búa này thôi. Lấy cục này thôi. Cục này nữa là đủ rồi. Rồi. Ăn cái dưa này được không? Rồi ok, ngon ngon ngon, stream ngon stream. À đây, đâu rồi. Yeah. Holy shit. Làm thêm hai cái ba lô nữa thôi. Rồi, ngon rồi, ngon rồi. Vậy là khỏi cần cái cục này nữa. À, lúa làm mà là bánh mì làm sao quên mất tiêu rồi. Ba cái hàng dưới đúng không? Rồi vô, đi thôi. Bà mẹ quýnh bây giờ xong rồi, ok chúng ta chinh phục cái này luôn. Trời cái này chưa gì hết, có tụi nó đây, bảo vệ đền rồi. Rồi đi vòng ngoài dưới đây rồi vô vòng trong. Trời cái khu gì ghê vậy. Ồ cái hẻm núi. Hẻm này xuống là chết liền luôn á. Đúng rồi, quýnh trước sau này nè, đó. Rồi đập mấy cái này. À mấy này nó sẽ bam ra rồi, cái này là người bảo vệ của tụi nó. Cái này cũng giống như cái cây vậy ông ơi. Không, có cái người bảo vệ đó. Mày cũng giống. Ừ.
kiểu này đánh bệnh. Quất 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 quất. Rồi nó trời ơi, nó có cung luôn à. Mất dài, mất dài. Cái gì vậy, thổi tôi qua rồi vậy. Sao thổi tôi qua? Rồi, đừng có làm nữa ơi. Làm cho mèo rồi à. Quất quất ra. Đậu phòng. Rồi cái đường đi vào đấy. Rồi cái đường rồi. Rồi đây. Cửa nhà anh kìa. Cửa nhà anh đó mày. Cửa nhà anh rồi, cửa nhà anh đó ra. Rồi dưa hấu ăn yếu siêu vậy. Hay quá. Này không thiếu cái chân này đúng không? Quần bảo vệ khói lửa, quần này ngon quá. Quần gì hả? Quần bảo vệ nổ ba, bảo vệ khỏi vật bị bắn tận 4 lượt. Dạ. Rồi lên đi. Từ từ tôi bỏ cái áo giáp kim cương vô đó. Làm gì dính bẫy, sao tòa nhà này? Đường lên nó đâu? À đây rồi, đây rồi. Dạ. Bỏ đồ vô. Đồ không cần thiết. Hello, what's up, man? Ồ, như đây là cái bẫy. Không phải. Ồ. Oh. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Cái gì xịt xịt hoài vậy? Ông đang đâu vậy? Quầy cái kiêng hay là cái gì đây? Đâu? Chơi đi, chơi đi. Mẹ, liên hả đi ăn mảnh rồi phải không? Ờ, thì đi, 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 có đồ. Trời, cái cất đồ chứ đâu, bây giờ dạng nó đâu khiên đâu. Rồi, nhanh lắm. Rất là nhanh tay. Rồi làm sao qua đây đây? Để đeo cái này xem nó như nào này. Đó 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 đó. Từ cái đó xem nó là gì đấy. Cái nào? Để tôi vào nhắm cho ông rồi đấy. Cái khiên, tôi cũng có cái khiên này. Để cái khiên à? Ờ tôi bảo vệ vụ nổ ông ấy nè. Có gì đâu, cái khiên có gì đâu nè. Trả lại nè. Rồi nhắm đây. Đó. Rồi đi thôi. Đấy. Đó có cái thùng á, đừng canh me lấy cái thùng đi à. Chắc lấy rồi, kiểm tra rồi. Cái gì? Rồi có than à. Sắt. Nghe những ý xấu rồi không? Rồi mình cứ lấy hết đi rồi các bạn, cái nào mình không biết thì các bạn hướng dẫn nha. Tụi mình là... Anh tính đi ra ngoài đi, để không phải nhảy nhót đấy đâu. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Xuống. À coi như mấy cái bộ đồ này chiếm chiếm thành đã. Nói chung đi hai người dễ không ơi, đi một người chắc thốn lắm đó. Rồi hết rồi, xong rồi đúng không? Quả đã xong rồi á? Ừ. Trên còn không? Bây giờ sao lên trên đây? Tôi nghĩ. Rồi, tăng lên lên thôi. Xây lên thôi. Chắc hết rồi ông ơi, chỉ có nhiêu đây thôi. Không, tôi nghĩ này không còn, vẫn còn đấy, chúng ta lên trên đi. Bây giờ làm sao đi lên đây? Đào thẳng lên, tôi sẽ đào thẳng phải lên. Phải có đường lên chứ. Mình không điện to này mà toàn đồ cùi này sao? Chắc vậy hết rồi, ông lên thử thôi, được thì tôi TLB lên. Có gì không? Wow, cái này đẹp thế. À. Rồi bây giờ bắt đầu quản đồ đâu rồi? Rồi tao anh này chiếm xong rồi đúng không? Đã chinh phục. Rồi. Chắc chúng ta sẽ đi về phía nam á. Rồi và chúng ta ra đây nhìn cái tàu hành kết thúc cái cháp này ông ơi. Xuống đây để tôi đem em cho.
Rồi tiếp bên đây ngồi chơi vui. Rồi. Đây khó lắm. Rồi, chào đi. Vâng, như vậy là quý vị và các bạn đã đến với chắc chắp thứ tư, thứ năm gì đó. Rồi, chắp thứ tư. Và thì chúng ta gọi đến một cuối công cuộc chinh phục những hoa tâm hát. Và tâm hát này tôi là chị Hạ. Và cái trang này tôi là chị Hạ. Chắp à, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip chúng tôi nói hết KMNR là con mẹ nó đời. Thôi giờ tôi xin chào các bạn. Xin chào. Xin chào. Yeah. Rồi. Rồi ăn cơm ơi. Ăn sáng, tôi chưa ăn sáng, tôi mua hộp cơm rồi. Thì cho tôi giải lao 5 phút nha. Rồi ok. Nè nè tầm lúc 12 giờ nhanh. Rồi có hộp cơm đây, ăn tí. Rồi ra đi. Đi ra ngoài rồi lên vệ sinh không? Ừ.